Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Trung Tính TV xin mời cô chú và anh chị các bạn vào cùng mình làm món cháo sò huyết nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cháo sò huyết thì mình trước tiên là mình có món sò huyết nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình đã tách vỏ và lấy ruột nha cô chú anh chị và các bạn. Thì thứ hai là mình gồm có nấm gơm nha cô chú anh chị và các bạn. Thì nấm gơm mình đã rửa sạch sẽ và mình đã cắt nó như thế này nè cô chú anh chị và các bạn. Cái nào mà nó nở rồi thì mình khỏi cắt nha cô chú anh chị và các bạn. Thì tiếp theo là mình có huyết nha cô chú anh chị và các bạn. Huyết heo mình đã sắc như thế này nha cô chú anh chị và các bạn. Với lại mình có ít gừng cho nó thơm nha. Với lại phần rau nêm thì mình có hành lá, với lại gốc hành, với lại gừng sắc, sợi. Và không thể thiếu đây là gạo nha. Gạo này thì mình xài 1/4 của lon sữa bò nha. Đây là cái lon sữa bò nha cô chú anh chị. Thì bây giờ mình trước tiên thì mình sẽ tiếp tục là trước tiên là mình sẽ rang gạo nha cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt bếp lên rang gạo trước nha. Đây cô chú anh chị, sau khi mình bắt chảo nóng nè cô chú anh chị, giờ mình sẽ tiếp tục cho gạo cho mình rang nha cô chú anh chị. Mình rang để cho cái hạt gạo nó vàng với lại nó mình nấu nó mau nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị, sau một lúc mình rang thì gạo mình đã nó cho cái màu như thế này nha cô anh chị. Bây giờ mình sẽ tắt lửa nha cô chú anh chị. Thì cái phần rang gạo này mình rang là để thứ nhất là để cho nó nấu nó mau mềm nha cô chú anh chị, với lại thứ hai là mình nấu để cho cái hạt gạo nó thơm, cháo nó ra sẽ thơm với cô chú anh chị. Và bây giờ tiếp theo là mình sẽ đi giúp bằng nước nha cô chú anh chị, mình giúp 1-2 nước cho nó ra cái chất dơ cái hạt gạo thì khi người ta xay ra lúa ra cô chú anh chị thấy còn bụi rồi cô chú anh chị, mình sẽ đi giúp lại cho nó sạch nha cô chú anh chị. Mình đã giúp gạo xong rồi cô chú anh chị, bây giờ mình sẽ tiếp tục cho nước vào nồi để mình sẽ tiếp tục nấu cháo nha cô chú anh chị. Thì cái nồi nước này thì mình đã nấu nước nóng trước nha cô chú anh chị, để mình nấu cháo nó sẽ nhanh hơn. Thì mình nấu nước nóng bằng bình điện nha. Đây cô chú anh chị, bây giờ mình sẽ chờ cho nó sôi đều lên. Bây giờ mình tiếp tục mình sẽ cho gạo vào nấu nha cô chú anh chị và các bạn. Đây cô chú anh chị, nồi nước sôi của mình đã sôi cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ cho cái phần gạo giúp hồi nãy vào đây nấu nha cô chú anh chị. Thì mình giúp gạo của chú anh chị để cho nó cái nước đục của nó. Thì thường thường cô chú anh chị và các bạn nấu cơm mình do thì có cái nước rất là đục nha. Thì cái này thì mình giúp cho nó ra cái nước đục với lại nó sạch đồ cái bột cô chú anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ chờ cho nó sôi và gạo nè. Đây cô chú anh chị, sau khi mình nấu tầm khoảng 20 phút đó, cô chú anh chị, thì cháo mình đã nở như thế này nè cô chú anh chị. Và bây giờ tiếp tục thì mình sẽ cho huyết vào trước cho cô chú anh chị. Cái phần huyết này của mình thì mình cho vào hết nha cô chú anh chị. Nó hơi dằn cô chú anh chị ơi. Tiếp tục mình sẽ chờ cho nó sôi lên nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị, sau khi mình đã cho huyết vào và cháo đã sôi lên nha cô chú anh chị, bây giờ mình sẽ tiếp tục nêm nếm nha cô chú anh chị. Mình cho 1 muỗng cà phê hạt nêm ủ bột ngọt nha cô chú anh chị. Mình cho 1/2 muỗng ăn canh hạt nêm nha cô chú anh chị. Đây mình sẽ cho nửa giá nước mắm nha cô chú anh chị. Mình sử dụng nước mắm để cho cháo nó thơm nha cô chú anh chị. Bây giờ mình sẽ quậy đều nha cô chú anh chị. Thì theo ý của em á thì mình nấu cháo thì mình không nên nêm đường nha cô chú anh chị. Nêm đường, nấu cháo mà nêm đường thì cái hậu ngọt của nó rất là khó ăn. Thì mình nấu cháo thì nó sò huyết với lại huyết nè cô chú anh chị, nó sẽ ra nó rất là ngọt cô chú anh chị, nên mình không phải nêm đường luôn cô chú anh chị.
Sau khi mình đã nêm nếm rồi của chú anh chị, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho gốc hành vào. Tiếp theo là mình sẽ cho nấm gươm rồi nghe cô chú anh chị. Hôm nay nấu cái nồi cháo đúng giờ luôn cô chú anh chị ơi. Đúng giờ ở ngoài trời đang mưa lất đất luôn cô chú anh chị. Thì mình cho cái phần sầu huyết vào cuối cùng nha cô chú anh chị. Mình đừng có nên cho sầu huyết trước nha, tại nó cho trước nó sẽ teo, nó sẽ mất ngọt nha cô chú anh chị. Sau khi mình cho nấm gươm vào cô chú anh chị, bây giờ tiếp tục là mình sẽ cho phần sò huyết cho nghe cô chú anh chị. Hôm nay ở ngoài trời đang mưa lâm râm luôn cô chú anh chị ơi, trời mưa mà được một tô cháo sò huyết húp nữa là không còn gì để nói luôn cô chú anh chị, đúng bài luôn. Hôm nay nấu này cháo đúng đúng người đúng thời điểm luôn cô chú anh chị. Đây nè, rất là ngon luôn cô chú anh chị. Bây giờ mình để cho nó sôi tầm khoảng 2 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu tắt lửa nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị, bây giờ mình sẽ tắt lửa nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có nghe ngoài trời có tiếng gì không cô chú anh chị? Trời mưa lất đất cô chú anh chị ơi. Bây giờ mình sẽ cho một ít gừng sắc lên cộng nha cô chú anh chị. Một ít hành lá. Tiêu xin xương và sẽ quậy đều lên thôi cô chú anh chị ơi, rất là ngon luôn. Thì cái món này rất là bổ cho sức khỏe nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị và các bạn có thời gian thì nên nấu cho gia đình mình một nồi cháo sò huyết cái gì này cô chú anh chị, rất là ngon luôn, rất là thơm ngon bổ dưỡng luôn cô chú anh chị. Và bây giờ là em sẽ múc ra tô và mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha cô chú anh chị. Thì hôm nay trời cũng đang mưa, mình được một tô cháo sò huyết cái gì thì là rất là ấm ấm bụng cô chú anh chị ơi. Đây cô chú anh chị, món cháo của mình nấu vừa chín thì trời cũng đang mưa lớn luôn cô chú anh chị ơi. Thì cháo của mình hôm nay thì mình ăn kèm với giò cháo quẩy nha cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị, giò cháo quẩy của mình đã cắt như thế này nha cô chú anh chị. Thì cháo thì mình ăn kèm với giò cháo quẩy thì rất là ngon nha cô chú anh chị. Thì cái phần nước chấm thì mình ăn kèm với lại nước mắm trong với lại ớt nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem thấy hay thì nhớ cho mình xin một đăng ký cho một like nha cô chú anh chị. Và sau đây xin chào tạm biệt cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị có một ngày thật là tốt lành nha cô chú anh chị.